Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bếp Tovarai Trung Hoa Sử Ký. Nhiều người vẫn thường đặt câu hỏi rằng trong cục diện chiến quốc thất hùng tranh bá lại có thể vươn lên trở thành một quốc gia cường thịnh và thôn tính được các nước khác và tạo lập nên lịch sử huy hoàng cho Trung Quốc tới vậy. Để giải đáp câu hỏi này, chúng ta cần phải tìm hiểu về một nhân vật. Người này đã giúp nước Tần từ một quốc gia bình thường nhờ cải tổ về luật pháp và xã hội đã vươn lên thành cường quốc. Tên của ông là Thương Ưởng. Hãy cùng tìm hiểu về ông qua video ngày hôm nay nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Có một vị học giả đã từng nói, nếu tôi coi Thương Ưởng là anh hùng của dân tộc, là người có công đầu của dân tộc Trung Hoa, có thể còn có người phản đối. Nhưng nếu tôi nói Thương Ưởng là người có công trong sự nghiệp thống nhất Trung Quốc, thì chắc chắn là không có ai có thể chối cãi. Quả đúng là như vậy, trong chiến tích đánh dẹp Lục Quốc, kết thúc thời kỳ thất hùng chiến quốc của Tần Thủy Hoàng, công đầu phải kể đến Thương Ưởng. Với biến pháp thay đổi quốc lực nước Tần một cách sâu sắc, đưa một quốc gia nhỏ bé ở phía Tây bước vào thời kỳ thịnh trị, sánh ngang với những cường quốc đương thời. Vậy các bạn có thắc mắc rằng Thương Ưởng là ai? Biến pháp của ông ta đã thay đổi nước Tần như thế nào? Hãy cùng Battle Cry đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé! Đến nước Tần, giảng bá đạo. Thương Ưởng khoảng 390 trước công nguyên, 338 trước công nguyên, được cho là dòng dõi tông thất của Chu Văn Vương, Cơ Xương, người đã lật đổ nhà Thương, lập ra nhà Chu và rất nổi tiếng với sự kiện phong thần trong thần thoại Trung Quốc. Thương Ưởng trú tại đất Vệ nên ông còn được gọi là Vệ Ưởng hay Công Tôn Ưởng. Từ thuở nhỏ, ông đã sớm bộc lộ tài năng của bậc kỳ tài. Thương Ưởng chịu ảnh hưởng sâu sắc của Pháp Kinh do Lý Khôi soạn thảo vào thời Ngụy Văn Hầu. Bộ Pháp Kinh có thể hiểu đơn giản là một cuốn sách luật cải cách đất nước vào thời kỳ trước đó. Thương Ưởng theo học một danh sư, đồng thời cũng là tể tướng nước Ngụy, Công Thúc Tọa. Công Thúc Tọa biết Thương Ưởng có tài, muốn tiến cử lên vua Ngụy nhưng chưa có dịp. Đến khi Công Thúc Tọa bị bệnh gần mất, vua Ngụy thân hành đến thăm, hỏi về người có thể nối chức tướng quốc. Công Thúc Tọa tiến cử Thương Ưởng, vua Ngụy không trả lời. Công Thúc Tọa bèn bảo: "Nếu nhà vua không nghe tôi, không dùng Ưởng thì phải giết y đi, chớ để cho y ra khỏi biên giới." Vua Ngụy nhận lời rồi ra về. Sau đó, Công Thúc Tọa cho gọi Thương Ưởng đến, nói việc mình tâu với vua Ngụy cho ông biết và bảo tìm đường mà trốn. Thương Ưởng không nghe theo, vẫn ở lại nước Ngụy, cho rằng vua Ngụy không nghe Công Thúc Tọa cho mình làm tướng thì cũng sẽ không chịu giết mình. Quả nhiên sau khi Công Thúc Tọa chết, Ngụy Huệ Vương cũng không giết ông, biết rằng đất Ngụy không phải là nơi để mình tiến thân lập nghiệp, Thương Ưởng đã quyết chí rất áo ra đi. Trong số thất hùng đời chiến quốc, so với các nước chư hầu ở Trung Nguyên thì nước Tần nằm ở vùng đất ung hẻo lánh, lại xảy ra tranh chấp vương quyền trong nhiều năm nên còn tương đối lạc hậu về cả chính trị, kinh tế, văn hóa. Nước láng giềng sát cạnh là nước Ngụy mạnh hơn nước Tần, đã chiếm mất của Tần một khoảng đất rất lớn ở vùng Hà Tây. Đến năm 361 trước công nguyên, Tần Hiếu Công lên ngôi, quyết tâm khôi phục lại vinh quang cho nước Tần. Bèn ra lệnh cầu hiền, mời hiền tài trong thiên hạ tới giúp mình. Thương Ưởng hay tin đó, quyết chí bỏ Ngụy theo Tần, liền đi theo tiếng gọi của trái tim mà đi sang nước Tần. Sau đó, ông nhờ đại phu nước Tần là Cảnh Giám để được vào yết kiến Tần Hiếu Công. Khi vào yết kiến, Thương Ưởng đem cái mà mình gọi là đế đạo giảng giải cho vua Tần, nhưng vua Tần buồn ngủ không nghe, bèn quở trách Cảnh Giám. Không chịu nản lòng, ông lại nhờ Cảnh Giám cho mình vào yết kiến lần nữa. Lần này ông đem vương đạo nói cho vua Tần nghe. Vua Tần tỏ ra vui vẻ hơn, song vẫn chưa dùng ông. Đến lần thứ ba vào yết kiến, Thương Ưởng bèn đem bá đạo ra giảng giải. Lần này ông và vua Tần nói chuyện rất hợp, suốt mấy ngày không chán. Khi Cảnh Giám hỏi vì sao nhà vua lại thích nghe ông nói đến thế, Vệ Ưởng giải thích rằng do vua Tần nghĩ đế đạo và vương đạo là chuyện viển vông nên phải đem thuật làm cho nhà nước mạnh thì nhà vua mới thích. Thực đúng là như vậy. Có lẽ với quốc lực nhỏ bé của Tần Quốc lúc đó, chắc đến trong mơ Tần Hiếu Công cũng không dám mơ về một ngày mình sẽ xưng đế, con cháu mình sẽ thống nhất được 7 nước. Hiện thời khi đó, ông chỉ mong sao mình có thể xây dựng quốc gia cường thịnh, xưng vương ngang hàng với những nước khác đã là tốt lắm rồi. Nhưng Tần Hiếu Công không hề biết rằng con người đã đứng đàm đạo với ông sẽ thay đổi lịch sử nước Tần và toàn bộ Trung Nguyên một lần và mãi mãi. Ban hành pháp chế lần thứ nhất. Thương Ưởng nói với Tần Hiếu Công, một quốc gia muốn giàu mạnh cần phải chú ý đến nông nghiệp, khuyến khích tướng sĩ, muốn cai trị tốt đất nước phải có thưởng có phạt. Có thưởng có phạt thì triều đình mới có uy tín, mọi cải cách mới tiến hành được. Tần Hiếu Công có ý muốn thực hiện biến pháp của Thương Ưởng ngay lập tức, nhưng các đại thần trong triều ra sức phản đối. Tần Hiếu Công thấy số người phản đối quá nhiều
mà mình thì lại mới lên ngôi. Nếu quá cứng nhắc sẽ gây ra nội loạn, thế nên tạm gác việc cải cách lại. 2 năm sau, Tần Hiếu Công đã ngồi vững trên vương vị, liền phong Thương Ưởng làm Tả Thứ Trưởng và tuyên bố: từ ngày hôm nay, sự nghiệp cải cách chế độ hoàn toàn do Tả Thứ Trưởng làm chủ. Thương Ưởng yêu cầu để thích ứng với hoàn cảnh chính trị kinh tế xã hội phải xuất phát từ luận điểm giúp đời không chỉ có một con đường, trị nước không cần theo cách cũ. Nhấn mạnh đến cải cách giáo dục, cho rằng cái căn bản của việc trị nước là phải coi trọng nông và binh. Muốn dân giàu nước mạnh, phải tuyên truyền pháp chế, bồi dưỡng nhân tài pháp trị. Thương Ưởng bài xích nội dung giáo dục của Nho gia, chỉ chú ý đến thi, thư, lễ, nhạc, chủ trương bỏ thi thư mà chú trọng đến luật pháp, phải khuyến khích giáo dục pháp trị trong nông nghiệp và chiến đấu, thay cho tiên vương trị giáo, lời dạy của đời trước. Coi pháp trị là căn bản của đức trị, luật pháp phải minh bạch dị chi, rõ ràng và dễ hiểu. Phải coi pháp quan là thầy, phải giải thích luật pháp cho dân chúng, làm cho dân chúng tất cả đều hiểu biết pháp luật. Coi giáo dục là công cụ để tuyên truyền pháp luật và bồi dưỡng nhân tài trị nước bằng pháp luật. Tóm lại, có thể coi xương sống của biến pháp Thương Ưởng chính là xây dựng một bộ máy pháp luật và hành pháp một cách chặt chẽ để lấy đó làm căn cứ mà trị quốc. Để đảm bảo việc thực hiện pháp luật mới một cách chính xác, Thương Ưởng không chỉ lấy lòng tin của vua mà còn muốn được lòng tin của dân. Trước khi ban bố pháp luật mới, ở cửa nam của quốc đô, Thương Ưởng cho dựng một cây cột gỗ cao 3 trượng, thông báo cho mọi người, ai vác được cây cột đó đến cửa bắc sẽ thưởng 10 lạng vàng. Người xuống quanh cột rất đông, không khí rất ồn ào bàn tán, nhưng không ai làm vì không tin là có thể được nhiều vàng như thế. Thấy vậy, Thương Ưởng lại dứt khoát nâng mức tiền thưởng lên 50 lạng. Cuối cùng, một người đã thử mang cây cột đó đến cổng bắc và quả thật, anh ta được thưởng 50 lạng vàng. Việc ấy được loan truyền đi khắp cả nước Tần, mọi người bắt đầu tin vào hiến pháp của Thương Ưởng. Nội dung chủ yếu đầu tiên ở chỗ thưởng việc tốt, phạt việc ác. Pháp lệnh được dự thảo trước đó cũng theo vậy mà được bố cáo thiên hạ. Ngoài việc chú trọng xây dựng một nhà nước pháp quyền, Thương Ưởng còn rất chú trọng đến nông nghiệp. Ông nhận thấy rằng đất đai của Tần cũng không đến độ quá cằn cỗi, chỉ có phần là sức lao động chưa sử dụng một cách hợp lý, dẫn đến việc chưa thể phát huy được hết tiềm năng. Nước Tần lúc đó người ít nhưng có rất nhiều đất hoang, quan lại cho rằng dân ít không thể khai hoang nổi. Thương Ưởng lại nhận thấy rằng trong nước người thì ít mà kẻ chơi thì nhiều, chưa kể đến việc quý tộc chiếm rất nhiều ruộng đất mà lại bỏ hoang hóa. Chính bọn người ăn không ngồi rồi này đã làm cho sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng, khiến cho nước yếu đi. Ông cho rằng đất nước muốn giàu mạnh cần phải dựa vào nông dân và binh lính, phải tuyệt đối cấm bọn người ăn không ngồi rồi để dốc toàn bộ sức lực vào sản xuất nông nghiệp và chiến đấu bảo vệ đất nước. Đây là yếu tố căn bản của việc trị nước. Về sau, ông dựa vào biến pháp mà ban bố điều luật hà khắc, ít nhất là với đám quan lại, quý tộc nước Tần, nhưng lại khiến cho người dân có ruộng để cày cấy, cơm no áo ấm, đưa nông nghiệp nước Tần phát triển sang một thời kỳ mới. Nhìn chung, Thương Ưởng nhận ra được rằng sức Tần không hề yếu, thứ khiến họ thụt lùi chính là tầng lớp quan lại và quý tộc, nên những thứ mà biến pháp của ông hướng đến chủ yếu làm suy giảm quyền lực của tầng lớp này. Trước kia, nước Tần thực hiện chế độ hình bất thượng đại phu, không thực hiện luật pháp với tầng lớp trên. Nhưng sau khi Thương Ưởng thay đổi pháp chế, ông lại đề ra pháp bất a quý, pháp luật không trừ người quyền quý, hình vô đẳng cấp, hình phạt không kể đẳng cấp. Từ đó, tước đoạt đặc quyền chính trị của giới quý tộc, đưa địa vị của họ xuống ngang hàng với người bình dân. Ông còn chế định phép tội nhẹ nhưng hình phạt nặng, chỉ phạm tội làm rối loạn trên đường phố cũng bị phạt kình, thích chữ vào mặt. Từ đó quyền uy của biến pháp càng mạnh, đảm bảo thực hiện biến pháp một cách triệt để. Sau đó, ông đưa ra chính sách cấm các đại gia không được sống tập trung, xây dựng chế độ thập ngũ liên. Pháp lệnh này cấm cha con, anh em không được sống cùng trong một nhà. Bất cứ nhà nào có từ 2 người đàn ông có sức lao động đều phải tách hộ thành những hộ độc lập. Chính sách này đã đánh mạnh vào tầng lớp ăn không ngồi rồi của giới quý tộc. Đồng thời, về mặt quân sự, tổ chức biên chế lại lực lượng cả nước, 5 nhà thành 1 ngũ, 10 nhà thành 1 thập, không ai được tự ý rời chỗ ở. Các nhà phải cùng nhau giám sát, tố cáo lẫn nhau. Nếu không thực hiện, 10 nhà phải liên đới chịu trách nhiệm. Những quy định chặt chẽ này đã ràng buộc nông dân vào với ruộng đất, không còn có người nào sống phiêu bạc. Quốc gia kiểm soát được sức lao động của cả nước, đảm bảo việc thu tô thuế. Thương Ưởng còn đề ra nguyên tắc bổ nhiệm quan lại mới, chỉ cần là người có công, không xét đến xuất thân mà lập tức được phong quan dựa theo công quân. Anh dũng chiến đấu được coi là quân công, tích cực sản xuất nông nghiệp, đóng góp vào ngân quỹ quốc gia cũng được coi là quân công. Quý tộc nếu không lập được công cũng không có tước vị. Những người sản xuất được nhiều lương thực và vải vóc
đều được miễn sai dịch. Những người chỉ lo buôn bán và lười biếng mà nghèo túng thì cả gia đình phải xung làm nô tỳ của quan lại. Điều này đã thúc đẩy người dân ra sức lao động, tích cực lập công trên chiến trường, đưa kinh tế, giao thương, quân sự, chính trị của nước Tần có bước nhảy vọt chưa từng có trong lịch sử. Định tội thái tử, ban hành pháp chế lần hai. Pháp lệnh của Thương Ưởng ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của quý tộc và quan lại, nên hoàn toàn không được họ đồng tình và ra sức chống đối. Một trong những kẻ đó là Thái tử Tứ. Thái tử cho rằng mình cao cao tại thượng, chẳng việc gì phải tuân theo pháp luật mà mặc sức lạm sát, gây căm phẫn cho dân chúng, nhưng hắn vẫn nhẫn nhơ vì cho rằng Thương Ưởng chẳng dám làm gì mình. Đúng là Thương Ưởng không dám làm gì Thái tử Tứ vì hắn được hoạch định là người kế vị, nhưng ông lại nói rằng trò hư ra do thầy nên sai người cắt mũi thái phó của thái tử là Công Tử Kiền, lại thích vào mặt thầy của thái tử là Công Tôn Giả. Chiều dung cây dọa khỉ này của Thương Ưởng đã khiến cho Tần Hiếu Công chú ý, biết được người nối ngôi mình làm sát vô tội, không làm gương cho kẻ dưới. Ông lập tức phế truất Thái tử Tứ, quý tộc nhà Tần từ đó vô cùng kinh hãi, răm rắp phục tùng pháp chế. Đến năm 350 trước công nguyên, Thuận Đà nước Tần rời đô về Thành Dương. Thương Ưởng ban hành pháp chế lần thứ hai, ông đem nhiều làng, ấp hợp lại thành huyện. Cả nước có tất cả 31 huyện, huyện trưởng do Trung ương bổ nhiệm, trực thuộc quốc quận. Lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc xây dựng chế độ trung ương tập quyền theo chủ nghĩa chuyên chế, nó tăng cường sự thống trị với nông dân, đánh một đòn mạnh vào tầng lớp quý tộc và dân tự do. Cuối cùng, Thương Ưởng thực hiện tước đoạt ruộng đất của dân tự do để khuyến khích cho nông dân và binh lính có công, hình thành một tầng lớp địa chủ và nông dân mới. Ông xóa bỏ các ranh giới ruộng đất của quý tộc, địa điền giới và các bờ ruộng, tiểu điền giới thu về cho nhà nước, sau đó phân phối cho những người có quân công, tước lộc, cưỡng bức quý tộc và nông dân đều phải chịu tô thuế và đóng góp khác cho nhà nước, tước đoạt đặc quyền kinh tế, bất khóa, bất nạp, không khai, không nộp của họ. Để đảm bảo việc thu tô thuế bình quân, Thương Ưởng đồng thời ban bố tiêu chuẩn dụng cụ đo lường, thống nhất loại cân. Việc thực hiện cải cách của Thương Ưởng đã thúc đẩy sức sản xuất của xã hội phát triển, khiến cho nước Tần nhanh chóng trở nên giàu mạnh, làm cơ sở để Tần Thủy Hoàng sau này bình định sáu nước. Đánh Ngụy và cái kết bi thảm. Với những cải cách cứng rắn của Thương Ưởng, quốc lực của nhà Tần đã lớn mạnh chưa từng có, giờ đây hoàn toàn có thể là đối trọng của nước Ngụy. Năm 352 trước công nguyên, Tần Hiếu Công phong Thương Ưởng chức Đại Lương Tạo, tương đương với tướng quốc, đồng thời cử ông đem quân chủ lực tiến đến sông Hoàng Hà, vượt Hà Tây vào Hà Đông, chiếm lĩnh kinh đô cũ của nước Ngụy là An Ấp. Năm sau, Thương Ưởng lại đem quân đánh nước Ngụy, giành được yếu điểm Cố Dương ở Thượng Quân. Ngụy Huệ Vương hay tin tướng cầm quân là Thương Ưởng, chỉ biết ngửa mặt lên trời mà than rằng xưa kia không nghe lời Công thúc tọa diệt trừ đi mối hậu họa. Đến năm 344 trước công nguyên, Ngụy Huệ Vương hợp binh 12 nước chư hầu định đánh Tần, nhưng Thương Ưởng sang thương thuyết, dùng tài hùng biện kinh người của mình mà đã hướng mũi nhọn đang chĩa vào Tần sang nước Tề. 4 năm sau đó, Thương Ưởng nhận thấy rằng thời cơ đã đến, liền xin Tần Hiếu Công cho mình xuất quân chiếm lại đất Tây Hà vốn là của Tần nhưng đã bị Ngụy chiếm mất. Tần Hiếu Công nghe theo, phong cho Vệ Ưởng làm tướng, đem quân đánh Tây Hà của nước Ngụy. Ngụy Huệ Vương sai em là Công Tử Ngang đưa quân đón đánh. Khi hai quân gần nhau, Vệ Ưởng đưa thư cho Công Tử Ngang mời đến giảng hòa. Công Tử Ngang cho là phải, đến hội thề với Vệ Ưởng. Vệ Ưởng sai võ sĩ mai phục. Khi hội họp ăn thể xong, uống rượu thì sai võ sĩ xông bắt Công Tử Ngang rồi đánh bại quân Ngụy, đem Ngang về Tần. Ngụy Huệ Vương đành phải sai sứ cắt đất Tây Hà dâng cho Tần để giảng hòa. Sau đó bỏ An Ấp, rời đô đến Đại Lương. Sau khi đánh thắng quân Ngụy trở về, Vệ Ưởng được vua Tần phong cho 15 ấp ở đất Ư, đất Thương, hiệu là Thương Quân. Cái tên Thương Ưởng cũng ra đời từ đó. Tên thật của ông là Vệ Ưởng. Trong lịch sử, bất cứ một cuộc cải tổ nào đều vấp phải sự tranh chấp giữa những giai cấp chính trị, và biến pháp Thương Ưởng cũng không phải ngoại lệ. Môn khách của Thương Ưởng đã từng khuyên ông sau khi lập được quân công nên thoái quan về quê, không nên cố chấp, vì Tần Hiếu Công đã tuổi cao sức yếu, một khi qua đời thì Thương Ưởng sẽ mất đi chỗ dựa, bọn quan lại và quý tộc sẽ hợp mưu mà ám hại, họa sát thân treo ngay trên đầu. Nhưng Thương Ưởng bỏ ngoài tai và không nghe theo. Đúng như những gì được dự đoán, năm 337 trước công nguyên, Tần Hiếu Công qua đời. Thái tử Tứ trước đó bị phế truất lại bằng một cách nào đó trở về và bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn, tức Tần Huệ Văn Vương. Thái phó Công Tử Kiền vốn giận Thương Ưởng cắt mũi mình, bèn tâu với vua là Thương Ưởng muốn làm phản. Thương Ưởng bỏ trốn đến cửa quan, muốn vào ở nhà trọ. Chủ nhà trọ nói theo phép của Thương Quân phải có giấy chứng nhận mới cho vào ở. Thương Ưởng bỏ đi, than về cái tệ hại của pháp lệnh của mình đặt ra.
Sau đó ông bỏ sang nước Ngụy, người nước Ngụy giận ông chiếm Hà Tây, đuổi về nước Tần. Về nước, Thương Ưởng tập hợp binh ở đất Thương Ưởng, tiến về hướng Bắc đánh đất Trịnh. Vua Tần đem binh đánh Thương Quân, bắt được ông. Về sau ông phải chịu hình phạt thảm khốc, ngũ mã phanh thây. Thương Ưởng tuy gặp thảm họa, nhưng biến pháp của ông là một sự nghiệp to lớn, đáp ứng được đòi hỏi của lịch sử, không thế lực nào có thể đảo ngược. Cuối cùng đã có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn, thúc đẩy sự nghiệp thống nhất của triều Tần, thay đổi lịch sử nhà Tần và Trung Hoa một lần và mãi mãi. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Thương Ưởng cũng như những biến pháp của ông đã đặt nền móng vững chắc cho nhà Tần lập quốc. Các bạn có suy nghĩ gì về nhân vật này? Biến pháp Thương Ưởng là bộ luật đi trước thời đại hay chỉ là một bộ pháp lệnh chết chóc và hà khắc? Hãy để lại ý kiến của mình cùng Battle Cry bàn luận nhé!